Xin chào quý khách hàng thân mến của VIH. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu đèn pha LED mới. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn pha siêu sáng LED 7 màu 200 hiệu ứng. Nó có chế độ cảm ứng theo dạng kẹo ô tô tự động và điều khiển qua màn điều khiển DMS. Nó có thể pha sáng tốt cho không gian từ 20 cho đến 50 mét vuông. Màu sắc có thể đi xa hơn 20 mét. Phù hợp để mọi người pha sáng cho những khách sạn, nhà hàng, khách sạn 5 sao hoặc là những cái bách ra sân khấu đi show ca nhạc, những bách ra sân khấu đám cưới. Đèn có chế độ cảm ứng theo dạng chạy ô tô tự động và điều khiển qua màn điều khiển DMS. Đây là một mẫu đèn pha LED đang được bán chạy nhất tại công ty bên mình. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại showroom của công ty VIH. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa VOL1R16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.